Bởi vì cuộc đời này bạc lắm Mai ơi, đời này thì còn dài chẳng lẽ buông lời. Hà My đang lên dẫn đầu với 8 điểm, xin chúc mừng Hà My. Đi một ngày, học được có điều hay. Đừng bỏ lỡ bất kỳ số nào của đại chiến tuyến sắt ở sắc 25 vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.